tôi chỉ muốn cứu người thôi nha. Nếu mà ông không còn sống, ông đừng có quở tôi nha. A Di Đà Phật. Đừng có ngồi dậy, nghe là tôi đi nằm xuống. Ở đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Còn cô là ai? Tôi tên Tú. Tôi là người đã cứu anh đó. Mấy bữa trước tôi thấy anh nằm xẻ lan ngoài mé sông á, nên tôi đưa anh về đây chăm sóc. Tôi cũng kêu thầy Lan chăm sóc vết thương cho anh á. Vậy ra cô là người cứu tôi thiệt hả? Anh này anh hỏi ngộ thiệt. Thì tôi cứu anh chứ ai nữa. Tôi mà không cứu anh hả, chắc giờ này anh chầu Diêm Vương rồi đó. Cô giúp tôi biên thư cho người nhà của tôi được không? Biên thư hả? Làm ơn với cô, giúp tôi đi mà. Thôi được rồi, vậy để tôi lấy giấy viết rồi anh đọc đi, tôi ghi cho. Nhưng mà anh phải uống hết ly sữa này nè rồi tôi mới biên thư cho anh. Chị Liễu, sao chị độc ác vậy? Nếu không nhờ có tôi thì anh Mạnh đã không còn. Vậy mà từ ngày anh đón tôi về đây, chị luôn tìm cách giữ rịch lấy ảnh. Đội ơn cô, tôi no rồi. Cực cho cô quá. Cô buôn bán cực khổ, rồi còn về nhà chăm sóc cho tôi nữa. Có gì đâu mà. Mà tại sao cô không đem tôi vô nhà thương? Cô đem tôi về đây làm chi cho cực tánh thân của cô vậy? Tôi đâu biết anh là ai đâu. Mà tôi cũng đâu là gì của anh mà đưa anh vô nhà thương. Vì tôi đâu biết là tôi có đủ tiền để trả cho nhà thương không. Nhớ cái bữa mà tôi lôi anh từ mé sông về á, trời, nhìn anh y như con thun luôn. Ai cũng nói tôi bị điên hết. Đâu có, tôi thấy cô là người tốt bụng đó chứ. Tôi thấy cô sống một mình buôn bán cực khổ quá. Hay là để tôi sang cho cô một tiệm ở trên chợ, rồi cô muốn bán thứ gì đó thì cô muốn bán. Anh ấy là người giàu có, đẹp trai lại còn giàu. Mình đâu thể nào bỏ qua cơ hội tốt này được. Ông trời đã xui khiến cho mình gặp ảnh, để mình cứu được ảnh thì nhất định ông trời đã có ý giúp mình thay đổi cuộc đời. Mình không thể bỏ qua. Sao cô im lặng? Cô không tin tôi sao? Mặc dù bây giờ tôi không có giấy tờ tiền bạc gì hết, nhưng mà khi người nhà tôi tới đây, nhất định tôi sẽ đền ơn cho cô. Tôi có mong muốn gì đâu, anh đừng có lo mà. Cô nói vậy là sao? Anh gặp nạn, tôi giúp anh là lẽ đương nhiên. Ai mà trong hoàn cảnh của tôi thì cũng sẽ làm vậy thôi. Tôi giúp anh đâu phải để được đền đáp. Tôi biết cô là người tốt bụng, cô là người thi ân bất cầu báo. Nhưng tôi là người chịu ơn,
thì tôi phải có nghĩa vụ đền ơn cho cô chứ. Thôi chuyện đó nói sao đi. Chắc bây giờ ở nhà vợ tôi đang nhớ tôi dữ lắm. Anh sao vậy? Anh mệt hả? Tôi thấy chóng mặt quá. Chết rồi, anh sốt lại nữa rồi. Thôi anh nằm xuống đi nha, anh nằm xuống nghỉ đi. Tham vọng giàu sang, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.